tử kìa nha cả nhà. Đó, đây á là mình có ba ký này. Đó, hôm nay là chặt bạn của sao mình ăn luôn. Các bạn có thể tắt rồi tử kìa rồi là mình ăn luôn cả nhà. Chắc hai vợ chồng cũng ăn hết như đây. Đó, đây là ba ký nha. Đó, thì bây giờ mình có hành nè, củ hành và tỏi, ngũ vị hương. Rồi đây mình có dầu hào, đường, bột nêm, nước tương, tiêu. Đó. Rồi ở đây mình có rượu, em ngâm rượu ngũ quế với lại bông hồi đó cả nhà. Đó, mình sẽ ướp vô mình làm ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ băm tỏi ra cả nhà. Xong thì bây giờ bắt đầu mình sẽ ướp nha cả nhà. Đó, đây là mình sẽ ướp bột bột nêm vô. Đây là bột nêm cải, mình cho 3 muỗng nha cả nhà, bột nêm vàng, muỗng vàng muỗng ăn cơm sườn đó. Rồi đó, đường ở đây cũng vậy, mình cho 4 muỗng đường. Cái này nó cần phải có cái đậu ngọt đó cả nhà, để nó vàng á. Đây mình cho một muỗng tiêu. Rồi ở đây mình có bịch ngũ vị hương, ngũ vị hương của hiệu con nai. Đó, mình sẽ trộn vô hết luôn. Đó, tại vì đây là nhiều ấy á, cái này. Đó, còn ở đây là dầu hào này. Đó, mình cho khoảng 3 muỗng dầu hào như thế này. Salt, sugar, vegetable powder, and pepper. Đây mình cho khoảng 4 muỗng nước tương cả nhà. Mình không có dùng nước mắm. Rồi ở đây là cái hũ này đang ngâm rượu nè, rượu với lại là bông hồi đó cả nhà. Thì bây giờ mình cho nó khoảng một muỗng thôi, tại vì cái canh rong đậm đặc lắm. Đó. Rồi. Rồi bây giờ mình bỏ tỏi vô nha. Đó, phải muỗng tỏi nè, hành nè. Đó. Đó. Đó, rồi mình trộn lên vậy thôi, trộn lên rồi mình ướp, mình để khoảng 10 phút vậy, rồi mình bắt đầu mình kìa. Để thấy cái nè, đang mang bao tay, đang trộn bằng tay luôn để nó thấm. Trang ở nhà đang làm thêm mấy cái này nè, ai đặt cái này Trang nấu. Hôm nay đang làm một cái món kìa với một món lẩu dê với gà nướng, nhưng mà Trang sẽ quay để quay chia sẻ cái món kìa thôi, lẩu dê với gà nướng. Trang muốn tự làm riêng sao vậy? Có thời gian. Đây cả nhà. Bây giờ nó đã thấm rồi nè, đều rồi nè. Thì mình để đây ha. Khoảng 10 phút sau là mình bắt lên mình kìa. Ok cả nhà ha. Đó, giờ cho đi rửa tay. Ok. Rồi cả nhà, bây giờ 10 phút rồi. Đó, mình bắt cái chảo này lên ha. Lên để mình xào ha. Đó. Mình chế dầu vô. Cho dầu
chồng nha. Mình cho tỏi hành vô đây nè. Giờ tỏi hành vàng rồi đó cả nhà, thì mình bỏ cái này vô mình xào ha. Giờ mình xào cho nó săn xong rồi cái mình mới chế nước dừa vô nha cả nhà. Đó. Giờ mình nấu cho nó sôi nó săn lại rồi mình chế nước dừa vô. Vậy thôi. Ok cả nhà. Rồi cả nhà bây giờ là đã săn rồi nè cả nhà. Đó. Mình chế nước dừa vô nha cả nhà. Đây là cocoa water. Chế một lon trước thôi. Bây giờ cái này nó đầy rồi cả nhà. Giờ mình sẽ nấu. Để nấu thì nó chín nó cạn xuống đi cả nhà. Cái nồi này mình nấu chắc khoảng 1 tiếng đồng hồ cả nhà. Ở đây mình đang có mua nước dừa trái. Đang mua nước dừa lon xài cũng ok lắm. Giờ mình để đây mình nấu ha. Cạn xuống. Ok. Đó. Còn bên đây Trang làm cái món dê cái nè. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là sau 1 tiếng 15 phút luôn á cả nhà, nấu nó mới cạn lại rồi đây. Đó, cả nhà quá trời ngon nè. Đó, bây giờ mình cắt lửa, mình đậy nắp lại cho ngày mai ha cả nhà ha. Giờ mình vô em làm đến tối luôn đó nha. Làm tới tối luôn. Ngon quá. Đây là nồi luộc và bao tử kia đây cả nhà. Đó, giờ là xe thì là xong rồi nè. Vàng luôn nè, đó. Thì nước dừa nha, ngon lắm đây. Rồi. Chuẩn bị cho ngày mai thôi. Ngon quá cả nhà ơi. All right. Ngon lắm cả nhà.
cả nhà. Nó không có mặn đâu. Nó dừa hả? Rồi, cũng chưa đủ ngọt thôi chàng. Nấu nước vào đũa còng để nấu cái còng. Rồi mình đến đây mình đi đâu vậy? Rồi cái bàn kia cái đây chứ. Ok, đây dạ. Ăn thôi cả nhà ơi. Được trà lắm. Ừ. Đây chấm đi. Ừ. Chị cái gánh cái tay bên ớt không? Ớt rồi mày cần gì tương ớt? Ở chỗ cần đũa. Ý mày mẹ nói là có ăn thì ăn đũa lấy gì gấp bóc rồi. Muỗng. Muỗng thôi gấp luôn. À, cả nhà ơi, đây. Mời cả nhà. Đây, 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 đây. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi, đây cả nhà. Hôm nay em làm thợ nấu ghê lắm. Giờ mình ăn. Ăn trước khi người ta ăn. Mời cả nhà nha. Chào cả nhà. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Bánh mì với lại hình như nước ngon. Nước ngon hơn. Nè, lấy cái này mình gấp. Ừ. Nó rơi nó thấm nó nước lại nó ngon hơn. Chút nữa sạch rồi. Nó ngon. Wow. Sạch. Rồi, cái okay. Rồi. Mời cả nhà. Ua. Ngon cả nhà. Ăn ăn cũng phải đẹp nữa nè, thấy không? Có đẹp hết tí chứ không? Ăn cũng phải cho nó đẹp. Anh ăn xấu quá. Không ăn. Như leo nè. Cả nhà nhìn coi cái ai ăn xấu nè cả nhà, em ăn đẹp hơn. Đó, bỏ vô nè. Vậy thì gói bánh mì được cái này thôi. Bánh mì, thì ăn bánh mì. Ừ. Vô này. Ừ. Vô này. Ừ. Vô này. Quơ mình ăn nhẹ, ok. Đây, để là nè nó, là trong cái lá miếng dưa leo nè, để là nè nó, trong cái đưa vô miệng nè. Ừ. 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 Ngon hơn bình thường luôn. Quá trời ngon. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ngon hơn cái bỏi luôn, nước ngọt hơn cái bỏi. Mấy người mập nó hết béo mà người nó sao nó lớn đẹp. Ớt vừa cay nè. Ừ. Vừa đủ cay rồi cái này ngọt ngọt rồi lâu lâu ăn cái này ngon. Mà cái này phải ăn lại là ăn lâu nó bị đóng mỡ một cái. Mới sửa. Ừ. Nó bụng ăn miếng ngon. Chắc tại nó bụng ngon nè. Ừ, có mấy nước cà nóng ngon. Tại nhà cứ tổng thức nếu mà cứ nghĩ nó ngon đó. Không biết nó ngon hay dở thì xem vợ mình nấu nấu y chang vậy rồi ăn biết rồi. Bảo đảm qua tiêu cũng ngon không ăn thì. Ai cũng biết nấu món này mà. Người Việt Nam mà ai cũng nấu nó miền Tây luôn. Đó, dân miền Tây luôn. Cái món này là cái món chiên trị của người miền Tây. Nói chung món nào mà nhậu nhậu là vợ em bắt đầu là làm ca cải lương đó cả nhà. Còn món ngọt mà thôi mấy nhà đừng nhìn nó gáy.
Món này đúng món luôn đó, đúng món của đầu ca rồi. Nhậu mà nhớ nhậu thì không biết nhậu, uống không biết uống, mà lúc nào cũng đột phải đồ nhậu. Người ta ăn đồ mặn, thích ăn đồ mặn, nói chung là thích ăn đồ mặn. Một lớp mùi vị ớt xanh ngon quá. Năm nay á, ớt em mua hái vô là em sai tương ớt rồi. Đây là ớt. Chứ để rồi đông đá em làm biến nấu mà bằng ớt đông đá. Nãy giờ ồn. Cái lò nướng gà nãy giờ làm thế bên nó ồn. Nãy giờ không phải. Làm gì nó cũng phải có thực tế mà. Mình nấu nướng thì phải có âm thanh nấu nướng. Đúng rồi. Ngon thật lắm. Đúng rồi, nó cay. Em ăn bánh mì á. Bánh mì của mày đẹp quá cho nên không muốn ăn. Thích ăn bánh mì xấu à. Mày ăn mà cũng kê đẹp, kê xấu sao? Tại mày không? Người ta cắt gì nó đẹp à? Rồi sao nữa? Rồi sao mọi người bỏ vô miệng nó có gì khác không? Ngon ngon. Ngon gì mà ngon. Không ăn là phải ăn cho ngon và no. Đẹp mệt. Người nghèo khổ cũng không có đồ đẹp. Chỉ cần đồ ngon nè. Đồ no hả? Cháu quên. Sorry. Cài này hả? Sao á? Rồi một ngày nào anh nói yêu em rồi, năm tháng trôi dần anh dành tất cả vì em, nguyện thề bên nhau lời xưa anh nói ngọt ngào. Từ ngày cưới tới giờ lên 12 kg. Mùi mấy ngày, 20 năm, hầm mấy năm mới được 25 năm. Thảm quá. Xó đi nha cha mẹ, mốt con nuôi thêm chút nữa. Không dám không? Cho nó thành tạ cũng có chịu. Dám. Ngận tạ rồi. Tạ khoai á. Không ngon. Nó không ngon, không ăn kìa. Ăn bắp người nó ngon à. Cái người miếng nó thơm. Sợ lắm, nó ra gắp mỡ. Thôi mình ơi, em uống nửa ly nước luôn. Ngon cả nhà, rồi cả nhà uống trà chứ. Ăn này đồ có mỡ rồi, mình phải lên uống trà nóng. Mấy em thịt thì mấy người em đến đây đã hết rồi, mà ngon quá cả nhà. Hay em ăn ngon. Cả nhà thấy ngon không? Ngon lắm cả nhà, ngon ngon thịt đấy. Sorry cả nhà, hôm nay là ngày nấu ăn của em cho nên em không có đẹp. Em vẫn đẹp. Em không có đẹp, mặc đồ xấu quá. Rồi cảm ơn. Người đẹp đó, còn mọi người đẹp luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em, mong chúc cả nhà vui vẻ bên an bên gia đình và người thân. Rồi cả nhà lạnh thực kỳ ăn nha. Em mưa ướt, cả nhà mưa dở lắm, mưa tầm tã luôn. Rồi cả nhà cả nhà, cả nhà thương em, cho em xin một like, một comment, rồi bạn nào gia đình nào ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại mở máy lên cho ông ngoại coi giùm, coi giùm con đi, nhà rảnh làm gì ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại coi bấm comment nha, không biết bấm miệng mượn mấy đứa cháu bấm con. Rồi con bye bye, ly cái miền này xe subscribe có YouTube bờ rồi, vừa đăng nhảy vừa tóc bye bye.